Anh diệt.
anh ấy, anh không duyệt được. Nói chung là hai chị em mặc như này, nói chung là đi từ bây giờ nói chung là đặt thì anh cũng đặt rồi, nhưng mà chưa biết là đặt con nào mấy trăm lên lên đây anh để anh lên lịch xem chọn chọn từ từ đã nhìn lại cho nó chất lượng. Cua đặt thường rồi mới cho ăn à? À lạc ca. Hả? Ăn cua hay ăn tôm? Hai đấy ăn cua ăn cả hai. Anh đã bỏ đi hai luôn. Ăn cả hai thì tôm quá nha. Cả tôm hùm cả cua AK. Cua thích ăn gì? Cả hai đi. Tôm cua AK đi. Tôm cua Alaska hùm. Đây chọn đi. Bây giờ thích con mấy cân? Đây, con này này. Con này. Rồi, chả thích ăn con này. Cương. Đi về đã nhá. Liêu. Nhưng mà đây nó tầm về đặt từ chiều rồi chứ. Con nghĩ đặt rồi. Ở đấy nhà hàng đấy thì toàn con tôm nó tầm 5 cân cơ. Ừ, nhưng mà Phương đâu, Phương thích ăn con nào? Thì cứ chọn đi. Chỉ được ăn đây. Ăn con này bé. Đây. Con này thì mờ. Đây là cô hàng đế đúng không? Nhưng con này mờ. À quên nhầm. Ừ thôi con lấy con đi. Được. À đây, cả tôm cả cua đây. Đúng rồi. Đây, lấy luôn cái đĩa này. Ừ thôi đây, cứ đi về đã. Ừ đấy thì bây giờ chị chưa qua chưa? Rồi, anh gửi rồi. Đâu? Ngửi nữa. Ngửi nữa. À, mày. Mày ngửi, mày dính cái mũi vào mặt đấy rồi. Bây giờ như này. Đi, anh không muốn à? Dép, đi vào đây. Đi, lên. Đi, xong rồi, xong vào đây để anh điểm danh đã. Đi lên kìa. Đi. Vào đây đã. Mày kéo cái áo lên. Xem một vòng xem nào. Em xem một vòng anh xem nào. Sao? Đứa này xem một vòng anh xem nào. Nhưng mà thể luôn cho đứa mày đi như hai con vịt giờ sẽ chết rồi. Như hai con tinh trùng biến tật. Hay anh nghĩ thôi về anh. Thế là hai con này đúng không? Được rồi. Nói là check in. Các bạn mình cũng check in. Ok, check in đi. Check in á. Check in đi, hai đứa từ nhà đã giải trí ra nhá. Xong bỏ bát bỏ đũa ra. Sợ làm gì à? Nhưng mà để anh đi ăn mà. Ừ thì đây là nhà rồi. Còn chứ ăn thì anh ghi rồi để cửa. Mày anh mang ảnh anh lên mang. Rồi tôi, tao nói. Tao mang ảnh ảnh này ra tao in shop. Xong rồi tao mang giấy để lên. Chết rồi. Hai đứa mày tự nhiên nhà hàng tiền đâu đấy. Này đi nam đi. Mày cắt mày được. Mày cắt mày được. Anh có in cái ảnh anh nam vừa. Anh nam bảo ấy. Anh nam đầu mưu. Đấy. Làm cho thay quần áo nước hoa cái kiểu này. Ăn đêm lại về nhà anh nhỉ. Đi nhà nghỉ. Đi nhà nghỉ. Đi nhà nghỉ.